Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi video. Ở những video trước, tôi đã chia sẻ cùng quý vị cái phần T1 phần 1, T2 phần 2 là cái phần tạo group và thêm bot row vào group. Sau đó là setup bot row, cài đặt lời chào, lời tạm biệt trong cái group Telegram. Tiếp theo video này, tôi xin chia sẻ cùng quý vị cách setup lời chào mà có hình ảnh để nắm rõ được thông tin. Quý vị nên xem từ cái video T1 phần 1 đến T2 phần 2, và đây là cái video T3 phần 3. Bây giờ tôi sẽ vào chị bot row. Đây, như quý vị đã biết, cái phần thứ hai tôi đã chia sẻ với quý vị cách để setup cái lời chào nó có dạng như này. Rồi, nhưng đây là cái lời chào mà nó không có hình ảnh. Ok chưa? Và có rất nhiều anh em hỏi rằng muốn thêm hình ảnh hoặc video vào cái lời chào. Bây giờ tôi sẽ lấy cái đoạn mã. Đấy, cái đoạn này tôi sẽ copy cái đoạn này, cái đoạn setup lời chào này. Rồi, và tôi sẽ vào reset cái lời chào đi. Chọn gạch sược này, Reset welcome. Đó. Rồi, tôi sẽ dán cái mã mà tôi đã chia sẻ ở phần 2, T2 vào đây. Ở đây tôi sẽ chèn cái hình ảnh vào cái đoạn văn bản. Tôi sẽ chọn nhập để xuống dòng và chọn vào cái biểu tượng hình ảnh này để thêm hình ảnh, thêm file. Và tôi sẽ chọn tìm đến đường dẫn, chọn file vào. Đó. Ok, chọn gửi. Đó. Đã lưu rồi, bây giờ tôi sẽ kiểm tra luôn. Chọn gửi. Đó, thì quý vị sẽ thấy đây là một cái lời chào, nó có hình ảnh luôn này. Và bên dưới là trích dẫn, rồi là đường dẫn này, rồi là các button đến các đường dẫn.